chờ tới khi các bạn. Ok, và hiện tại là tụi mình vừa mới đến homestay và hiện tại bây giờ đang là 9:10 sáng, là tụi mình đã bắt một chuyến bay từ 7 giờ sáng từ Sài Gòn đến Đà Lạt. Thì tụi mình cũng đã về Việt Nam được 3 ngày rồi và tụi mình quyết định là sẽ đi chung với mẹ mình và em mình và chung với Chiến đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm. Thì đây sẽ là homestay Home Desu. Không có chữ nha. Và người đầu tiên ra đón mình chính là em này. Ta-da. Nó hiền nhất, không có chỗ. Dễ thương nha. Đây, bây giờ mình sẽ dắt các bạn vô nhận phòng mà. Hy vọng là sẽ có phòng. Đây, và tụi mình sẽ là ở cái phòng 1, cũng hơn là đến mà có phòng luôn, cho nên không cần phải đợi đến 2 giờ sẽ check in. Thì phòng của mình sẽ là phòng số 1. Ở đây rộng, phòng đi qua đây nè. Sẽ là nó giống như là một căn hộ mini, thì nó sẽ có 2 tầng. Mình mà chỉ sợ trên đây không, giường đôi luôn. Trên đây tối thì các bạn kéo ra có thể ngắm sao được này hay chưa. Còn đây là một cái tivi rất là cổ và họ sơn lại màu vàng. Có cả băng chơi game cổ luôn này. Cái máy này là huyền thoại luôn ấy, chơi được ấy. Máy chơi game đàng hoàng được nha, chứ không phải ghê đâu. Không biết kiếm nào ra ha. Không, thể thường đúng luôn á. Hồi xưa ghiền chơi mấy này lắm. Cái này chơi sách thuốc. Cái màn hình tivi nó sáng bình thường mà không biết sao quay lại nó cứ bật đen như vậy nè. Còn đây là giường ở tầng phía dưới. Cách trang trí khá là đẹp. Mình coi hình ở trên Facebook á, thì hình nhìn rất là đẹp. Thì cũng hy vọng là ở ngoài nhìn nó cũng sẽ y chang như vậy. Nhưng mà khá là đẹp mọi người à. Và sẽ có cả toilet riêng nằm trong đây luôn. Đây chính là cái tên này, Home Desu, có nghĩa là nhà của Su ấy. Đó. Thì á, về cái căn homestay này thì tối mình sẽ review chi tiết cho các bạn sau. Còn bây giờ là tụi mình sẽ đi ăn vì quá là đói bụng rồi. Đây là chỗ mà mình thuê xe máy nè, mô tô bay 50 một ngày hả? Có cái thẻ đó thì mới 50 một ngày. Ừ. Rồi xong qua ngày thứ hai là 100 một ngày. Giá đó là rẻ rồi, nãy nãy 150 một ngày. Tụi mình có cái thẻ là do vô tình đứng xếp hàng máy bay. Cái xong có một cái chị kia phát cho mình một cái thẻ này nè, kêu là có thẻ này thì thuê xe máy chỉ với giá 50k một ngày thôi. Xe số xe tay ga như nhau. Thì ở đây á, nó sẽ địa chỉ sẽ là 22 Xuân Nguyệt Ánh. Lúc mình search lên Google thì nó lại dẫn mình qua một tiệm bên Trần Bình Chậu. Mình không biết nó có phải là chi nhánh hay không, nhưng mà nó vẫn là một tiếng Nam Bang Gia Cát. Thì mình lại muốn chạy qua đây tại tiệm ở đây đẹp đẽ hơn ấy. Đây là dừa dầm đây này. Đó. Thì có dừa trong đáy và chắc là nước cốt dừa hả? Ở dưới giống như chân châu vậy ấy. Này là dừa khô nè. Đúng rồi. Ngon, cái đó là chân châu hả? Ok. Nó là sữa. Sữa hả mà? Có chân châu. Sữa hả? À. Sữa gì? Có chân châu nè. Sữa tươi. Sữa tươi hả? À. Sữa tươi sao vậy uống? Trước tiên là phải thử cái nước ban đầu của nó. Nước trong, không có nhiều bột ngọt. À, ngọt. Quậy hủ tiếu. Hủ tiếu nó bay nhưng mà lại không bị phở. Không mà tô có vẻ hơi nhỏ, không biết do mình ăn. Không, do mình bên Úc ấy, cho nên tô vậy cơ mình biết là hơi nhỏ. À. 6 điểm. 6 trên 10. Đây là hủ tiếu khô. Không phải gọi là xuất sắc. Vị nó lạ nhưng mà không ngon. Nó là lạ, không ngon hả? Cái sốt không ngon. Giờ thấy cũng ngon mà. Tổng cộng là tụi mình ăn hết 225.000. Mình tính nó 225 đô chứ. Nó còn cái gì nè, tụi mình order nước ép thơm thì chờ đúng lâu luôn, họ không mang ra. Đến khi mình gọi hỏi thì lại kêu là hết nước ép thơm rồi. Mà tính tiền thì vẫn tính tiền. Đó là một cái khuyết nhỏ thôi. Cho nên là mình phải xem bill nha, rồi mình nhận ra chứ. Không xem là coi như là sẽ bị hụt đấy. Đó cho nên là hết 225. Chiến, thấy chỗ này sao? Không ngon bằng Sài Gòn. Đúng.
Sài Gòn có nhiều tiệm sẽ ngon hơn. Không đáng mà không phải gọi là đặc trưng. Mình chắc cũng nhưng không. Nhưng mà chị cũng có thể thử đúng không? Đủ thuyết phục để quay lại không? Nó. Vừa dầm thì cũng hay rất là lạ đúng không? Ừ. Thử một lần cũng không. Ok, và đây là địa điểm thứ hai. À, sẵn tiện khoe lại các bạn là mình vừa mới vừa vào đào tống này. Các bạn nhìn sau lưng mình đi, thấy cái cột gì không? Khỏi cần nói là các bạn cũng đã biết rồi. Mình dẫn mẹ đến đây để mà check in. Mẹ mình chưa bao giờ check in ở Đà Lạt hết trơn. Đây là lần thứ hai mẹ mình đi Đà Lạt. Mình thì là lần thứ 3. Đà Lạt hôm nay là thời tiết khá là đẹp mọi người, không quá lạnh cũng là không quá nóng. Thời tiết như vậy là perfect luôn. Ok, và bây giờ là tụi mình vừa mới đến Nên Coffee Garden. Từ Đà Lạt chạy nơi nửa tiếng đồng hồ. Chạy xe bao phơ vậy ơi, hết cả mông luôn ấy. Đẹp nha. Bên kia là sẽ có cả vườn hoa luôn. Đây là lần đầu tiên mình đến đây nên bây giờ mới biết luôn ấy, sẽ là 20 ngàn cho một người vô chụp hình. Đi lên. Tụi mình là chủ yếu là thử cà phê trồn. Uống cà phê trồn mocha đen, đá. Em để đá riêng và pha phim nha. Không biết diễn tả lên thôi. Đâu miếng này. Nó không đậm mùi cà phê. Nó cũng hơi nhạt nhạt. Người ta kêu nó nhẹ hơn cà phê bình thường mà. Ngon. Nhạt nhạt. Anh bị tim, uống ép tim. Đến đây là để thử cà phê chồn và cũng để sống ảo là chính nữa. Đẹp quá trời hình luôn các mọi người ơi. Khá là đẹp, nói chung view khá là đẹp. Mới đằng sau đây nè, mọi người muốn vô đây chụp với hoa cũng được này. Đi khá xa nhưng mà cũng nên đến đây thử một lần. Mà mình biết là rất là nhiều bạn đến đây rồi. Ở đây có cục bông đang nằm nè mọi người à. Cục bông này là của Coffee Melon luôn. Là sao nằm đây rồi. Sao nằm đây thở dữ vậy. Mềm quá à. Dễ thương chưa, nằm yên cho gã đầu. Mắt nhắm lại phê nữa. Tướng to đùng. Chắc đang buồn ngủ. Mình có quay lại hai miếng cháo kia chưa? Bên này có thêm con to nữa. Ở đâu? Trên kia rồi. Ở đây cũng phải sắp xỉ 10 con chó luôn á mọi người. Đây. Đây thêm một bé Alaska ở đây đây. To đùng luôn. Hey buddy. Sao nằm đây rồi, dễ thương quá à. Mềm dám mang mà hiền nữa. Tướng ta đùng luôn nè. Và... các bạn coi nó mập cực kỳ luôn nè, thấy chưa? Chắc thịt rồi. Đó. Và thế là xong rồi, bây giờ tụi mình là đi tiếp. Chị chủ yếu lên đây uống thử cà phê trộn như thế nào và xem coi chỗ này nó như thế nào. Tại vì mọi người đi check-in rất là nhiều và nghe danh tiếng khá là lâu. Như Chiến nói là cà phê trộn nó không ngon hả Chiến? Chiến Manh Chồng nói cà phê trộn nó không ngon hả? Ừ. À man. Ra ngoài đường mua cà ly cà phê sữa ngon hơn. Lên đây chẳng qua là cũng giống như bao người nói là đi cho biết. Ừ. Yeah. Mà trên đường đi này là quá trời mấy vườn hoa để mà sống ảo luôn. Vườn hoa cẩm tú cầu mà nọ cái kiểu mà đi khá là xa. 80 ngàn ly cà phê sữa. Ly cà phê đen nhé. Cà phê đen. Đi cho biết. Nói chung là vô chụp hình cũng được. Và đây là tụi mình đã đến bánh tráng nướng bé Buồn. Thì bánh tráng nướng chị Đinh là quá nổi tiếng nhưng mà năm ngoái tụi mình đi thì khá là không vui về cách phục vụ cũng như là mình thấy nó cũng khá tầm thường và khá là đông nữa. Cho nên là cái này mình đã coi ở trên review trên Facebook và quyết định sẽ review cái nó. Cái này sạch sẽ nữa. Giá thì cũng xem tương đương hay. Mà nhiều nữa, đây bánh chén. Và cái này là chén trứng cút nướng. Bên đây là bánh chén nướng dẻo.
có văn trang nữa, mâm rúa văn trang nữa. Đó, chị nghĩ đây vẽ rất là sạch sẽ. Thì mình mở lâu chưa anh? Cho con gần 3 tháng rồi anh. Ồ, 3 tháng dạ. Từ đầu tháng 7 đến tháng 6. Ai cũng tụ tập đi ăn quán đông kia thôi. Quán gì đinh gì đinh gì á. Quán đông đông ở chỗ Hàng Diệu là sao? À, dạ. Bà nói gì cũng không có tên. Đập xong á. Gì đinh thôi. Linh nè. Đinh gì vậy? Cái đầu tiên là cái thập cẩm với gà cà tím hay vô này thịt bằm mực 26.000 cái này. Đó ăn có cái kéo chiên cắt đi chiên. Còn đây nước mắm me. Còn hai cái nước này là để cho nếu bánh chén mà mới không? Của tiệm luôn thì họ đưa cho mình để mà thử và góp ý kiến. Cái này thơm quá. Hấp dẫn quá. Cố thơm phết. Trứng gà ba tơ thịt bằm tép khua. Kỹ thuật. Bởi để á, cái tiệm kia á, cái kéo á, người khác xài xong á, đưa qua cho người kia xài. Chấm này đi. Sốt gì vậy? Mè. Ngon. Còn... ngon á. Ngon. Sốt này ngon à. Đây là bánh chén dẻo. Thật sự hết 4 cái dĩa đây nè. 4 cái. Còn cái đang lên nữa và một cái bánh chén dẻo. Nhìn đừng ngán rồi đó. Nãy giờ thấy ăn, chưa thấy cái nào thất vọng á. Ngon thiệt mà, không ngon thiệt. Dạ dạ. Ngán. Nó ướt á. Gà bò khô, ngon. Ngon. Gà, chén, trứng gì đấy chả nhớ gọi gì nữa. Trứng, chén, nước thôi. Bà sẽ ăn với mắm, tiêu. Béo lắm luôn á. Nó có gì mà béo, nó có phô mai đâu đúng không? Ừ, béo quá. Có, con bơ tường ngang. À, bơ tường ngang. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bơ tường ngang ngon mà. Ngon, ngon. Chân đen nè. Lạ đúng không? Bánh tráng sẽ ngon hơn. Nói chung chỗ này chất lượng các bạn nói là tốt hơn chỗ kia rất nhiều. Giá cả thì bằng nhau thôi. Không có chỗ nào hơn chỗ nào hết. Recommend số 1. Em mình còn đòi là trước khi về Sài Gòn đi ăn thêm lần nữa thôi chứ. Sao ngon. Ok, bây giờ tụi mình đã đến chợ Đêm Đà Lạt. Và đây sẽ là một khu vực tha hồ để mà ăn vặt. Và đã từ rất lâu, một năm rồi mình đã không được ăn vặt rồi mọi người. Đến tối bây giờ là trời đã lạnh lạnh xe lên rồi này, không thể nào không mặc áo khoác. Mà không khí đẹp đúng không? Ừ. Thời tiết rất là đẹp. Bao nhiêu vậy mẹ? 30. 20. Đậu nóng kìa. Ờ, giống như đậu hũ. Qua ăn đi. Rồi là thêm một tình yêu của mình ở đây các bạn ơi. 2 năm rồi mới ăn lại cái này. 2 năm thì có hả? 2 năm thì mà năm ngoái giờ đâu ăn đâu. Ngon. Được chứ. Nước. Tình yêu của mẹ mình. Ăn liền à? Dạ ăn rốt luôn. Mình cũng muốn ăn bắp nướng đó cơ. Đang ngon. Không khỏi luôn ha. Miền nước. Mà tụi mình đi kiếm từ sáng tới giờ mới kiếm được cây cầu mà Hồng Kông bên không chợ Đà Lạt thì là nó nằm ở đây. Khỏi gì vậy? Đây, chính là nó. Bây giờ là buổi tối, hy vọng là chụp cũng sẽ đẹp. Đây chính là cái view Hồng Kông. Mà bạn trẻ nào đến đây cũng đến chụp hết. Và đến bây giờ mình mới được đến đây. Nói chung là nhìn cũng hay như vô. Chụp buổi tối nó cũng đẹp mọi người à. Ở đây thì chợ Đà Lạt ở đây này. Ok, và hiện tại là giờ là tụi mình đã về tới nhà. Hồi nãy các bạn đã bye bye các bạn rồi. Nhưng mà quên mất là sẽ cần review cho các bạn về cái căn homestay này. Mình đã tìm cái căn homestay này là từ khi mà còn ở bên Úc rồi. Mình đã inbox cho rất là nhiều cái homestay luôn. Thì cái cách mà mình chọn homestay đó chính là, thứ nhất là nó phải đẹp và sạch sẽ, thứ hai là tùy theo vào cái cách mà người ta trả lời tin nhắn Facebook của mình cơ. Tại vì có nhiều, mình cũng có nhắn tin một vài chỗ nó nổi tiếng mà họ trả lời giống như là khá là cọc lốc á. Mình hỏi trả lời đúng rồi, ừ bạn hay kiểu vậy á, là thôi là mình bỏ luôn, mình không có suy nghĩ về nó nữa. Thì đây sẽ là căn mà mình thấy được nhất. Thì nó sẽ là cái này gọi là căn hộ mini, thì nó sẽ là 650 cho một đêm cho 4 người, là từ ngày thường ấy, từ thứ hai cho đến thứ sáu, cuối tuần thứ bảy chủ nhật sẽ là 800k, thêm một người từ người thứ năm trở đi sẽ là 100.000 một người phụ thu ấy. Thuê xe máy ở đây luôn thì xe số là 90k, thuê xe ga 130k một ngày này chứ. Rồi khi mà mình đặt cái này thì mình phải đặt cọc trước 50%, thì là mình đã đặt 3 ngày 2 đêm 1.450.000 thì đặt cọc trước 50% là 725k, là phải chịu khoan giúp cho họ luôn.
Và đây lúc mình đặt phòng này là đây là căn phòng duy nhất còn trống, cho nên là không có sự lựa chọn khác, tại vì mỗi một căn phòng họ sẽ thiết kế theo kiểu khác nhau, nhưng mà căn phòng mình là quá đẹp rồi. Nói chung là mình cũng thấy ok, giá cũng hợp lý. Vậy thôi, see you in the next vlog. Lớn máy luôn, hôm nay đổi người nói chuyện vlog chứ không nói nữa. Đó. Giờ ngồi chơi game, khá là hay. Còn trên đây là tối kéo ra nè. Bây giờ thì chưa tắt đèn nữa, các bạn sẽ thấy hình ảnh nó phản chiếu ngược lại á, chứ tắt đèn đi là nhìn được trời bên ngoài khá là đẹp.